Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với khoa học vật lý lớp 9 của trang web olm.vn Ở bài trước thì các em được biết rằng ống dây dẫn có dòng điện chạy qua có tư tính giống như một thanh nam châm thẳng mà hai đầu cực từ là hai đầu ống dây Vậy nếu ta đặt một lõi sắt non hoặc một lõi thép trong lòng ống dây thì tư trương của ống dây khi đó sẽ như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép 500 điện. Trong bài học này, kèm sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau. 1. Sự nhiễm từ của sắt thép. 2. 500 điện. Và cuối cùng là vận dụng. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về sự nhiễm từ của sắt thép. Ta thực hiện thí nghiệm với các dụng cụ điện nguồn điện, công tắc dẫn, ampe kế, ống dây, biến trở. Mang các dụng cụ này nối tiếp nhau tạo thành mạch điện kín. Đầu tiên ta xét trường hợp ống dây không có lõi. Bây giờ nếu cô đóng công tắc K thì sẽ có dòng điện đi qua ống dây. Khi đó ống dây trở thành một nam châm và đầu của ống dây thì có thể hút được các kẹp giấy. kem hãy chú ý đến số lượng kẹp giấy mà ống dây này có thể hút được nhé. Tiếp theo, ta làm thí nghiệm với ống dây có lõi sắt non. Nếu đóng khóa ca, thì ống dây có lõi sắt non có thể hút được các kẹp giấy. Nếu chú ý đến số lượng, thì có thể thấy rằng ống dây có lõi sắt non hút được nhiều kẹp giấy hơn so với ống dây không có lõi, đúng không các em? Tương tự, ta sẽ làm thí nghiệm với ống dây có lõi thép. Đóng khóa ca thì thấy rằng ống dây có lõi thép cũng hút được các kẹp giấy. Ngoài ra, nếu xét về số lượng thì kem có thể thấy là ống dây có lõi thép cũng hút được nhiều kẹp giấy hơn so với ống dây không có lõi. Vậy từ thí nghiệm vừa rồi thì kem có nhận xét gì? Hãy cho cô biết qua câu hỏi sau nhé. Chính xác rồi Kem ạ, ta có nhận ra rằng khi đặt lõi sắt hoặc lõi thép vào trong một ống dây và cho dòng điện chạy qua ống dây thì lõi sắt hoặc lõi thép sẽ bị nhiễm từ, trở thành một nam châm và làm tăng tác dụng từ của ống dây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thí nghiệm về ống dây có lõi sắt non. Cô sẽ ngắt công tắc K. Kem hãy quan sát xem ống dây này còn hút được các kẹp giấy nữa không nhé? tương tự với ống dây có lõi thép, ta cũng ngắt công tắc K. Kem hãy quan sát xem ống dây này còn hút được các kẹp giấy nữa không nhé? vậy từ hai thí nghiệm vừa rồi, Kèm có thể rút ra nhận xét như thế nào? Đúng rồi kem ạ. À. Sau khi đã bị nhiễm từ thì sắt không giữ được từ tính. Ta có thể thấy được qua thí nghiệm là ống dây có loại sắt non khi ngắt hóa ca thì sẽ không thể hút được các kẹp giấy nữa. Còn đối với thép thì thép vẫn giữ được từ tính khá lâu. Tức là khi chúng ta ngắt hóa ca thì ống dây có loại thép vẫn có thể hút kẹp giấy. Và kem ạ, à, ngoài sắt, thép thì các vật liệu từ khác như niken, coban khi đặt trong từ trường thì đều sẽ bị nhiễm từ. Và người ta đã ứng dụng đặc tính về sự nhiễm từ của sắt để làm nam châm điện. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nam châm điện ở phần tiếp theo. Nam châm điện có cấu tạo đơn giản là gồm một ống dây dẫn ở bên trong có lõi sắt non. Tại sao nam châm điện lại sử dụng lõi sắt non mà không phải là lõi thép? Hãy cho cô biết nhé! chính xác rồi vì loại sắt non có thể tăng từ tính của ống dây mà khi ngắt điện thì loại sắt non sẽ mất hết từ tính vì vậy nam châm điện này chỉ có thể hoạt động khi có dòng điện qua nó mà thôi vậy những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến độ lớn lực từ của nam châm điện ta sẽ cùng tìm hiểu qua thí nghiệm sau đây ở đây chúng ta sẽ xét một số ống dây có dòng điện chạy qua với ống dây thứ nhất thì có cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây là 1 ampe và số vòng của ống dây này là 250. Nam châm điện thứ hai thì có cường độ dòng điện qua các vòng dây là 2 A và số vòng dây là 250. Nam châm điện thứ ba thì có cường độ dòng điện là 2 A và số vòng dây là 500. Các em lưu ý rằng ba nam châm điện này đều có lõi sắt non giống nhau và chúng chỉ khác nhau về cường độ dòng điện chạy các vòng dây và số vòng dây thôi nhé Bây giờ kèm hãy quan sát khả năng hút các kẹp giấy Đầu tiên là nam châm thứ nhất Nam châm thứ hai Và nam châm cuối cùng Dựa vào số lượng các kẹp giấy mà các nam châm này có thể hút được Kèm hãy cho cô biết nam châm nào có lực từ mạnh nhất nhé Kem trả lời rất tốt, nam châm có lực từ mạnh nhất chính là nam châm số 3 bởi vì nó có thể hút được nhiều kẹp giấy nhất. Như vậy với các nam châm điện có cường độ dòng điện và số vòng dây khác nhau thì kem thấy rằng lực từ của chúng cũng khác nhau. Như vậy ta có thể kết luận rằng số vòng n của ống dây và cường độ dòng điện y của ống dây đã ảnh hưởng đến lực từ của nam châm điện. Ngoài ra thì các em có thể thấy rằng với nam châm điện số 3 thì nam châm này có cường độ dòng điện là lớn nhất và số vòng dây cũng là nhiều nhất. Từ đó ta có thể kết luận rằng có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc làm tăng số vòng của ống dây. Và các em có biết không, Nam châm điện có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống, đặc biệt là để nâng và di chuyển các vật nặng bằng sắt, thép. Nam châm điện có thể tạo ra lực từ lớn và nâng được vật nặng đến vài chục tấn. Bằng cách thay đổi cường độ dòng điện qua nam châm thì người ta có thể tăng, giảm hoặc tắt, mở lực từ. Cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang nội dung vận dụng. Bài tập 1. Hình ảnh dưới đây cho thấy một số kẹp giấy bằng sắt bị hút dính vào các cực của thanh nam châm. Có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm được không? Vì sao? Kèm hãy suy nghĩ và cho cô biết câu trả lời nhé! Chính xác rồi, kem ạ! Ta có thể khẳng định các kẹp sắt này đã trở thành nam châm bởi vì các kẹp sắt khi đặt trong từ trường của nam châm thì bị nhiễm từ. Từ đó, ta có thể xác định được tên các từ cực của các nam châm này. Lưu ý rằng các cực khác tên thì hút nhau. Bài tập 2. Sắp xếp lực từ của các nam châm điện dưới đây theo thứ tự mạnh dần. Nam châm điện thứ nhất có cường độ dòng điện I bằng 2A và số vòng dây là 500. Nam châm điện thứ hai I bằng 1A, N bằng 500. Nam châm điện 3 I bằng 5 A, n bằng 250 và nam châm điện cuối cùng I bằng 1 A, n bằng 250. Bây giờ kèm hãy suy nghĩ và cho cô biết thứ tự sắp xếp chính xác nhé. Kèm đã làm rất tốt rồi đấy. Trong các nam châm này thì đầu tiên ta sẽ tìm ra nam châm có lực từ yếu nhất. Đó chính là nam châm có cường độ dòng điện nhỏ nhất và số vòng dây là nhỏ nhất. Như vậy nam châm số 3 sẽ trở thành nam châm có lực từ yếu nhất. Tiếp theo sẽ là nam châm điện số 4. Nam châm điện số 4 có số vòng dây bằng với nam châm điện 3 nhưng có cường độ dòng điện lớn hơn. Sau đó sẽ là nam châm điện 2. Nam châm 2 có cường độ dòng điện bằng nam châm 4 nhưng có số vòng dây lớn hơn. Và cuối cùng, nam châm mạnh nhất sẽ là nam châm có cường độ dòng điện lớn nhất và số vòng dây là lớn nhất. Thật là đơn giản đúng không các em? Như vậy trong bài học này, các em cần ghi nhớ những nội dung sau. Thứ nhất, sắt, thép, niken và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì đều bị nhiễm từ. Thứ hai, là sau khi bị nhiễm từ thì sắt non không giữ được từ tính lâu dài. Trong khi đó thì thép có thể giữ được từ tính lâu dài. Và cuối cùng là để tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật thì ta có thể tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây. Xin cảm ơn các em đã theo dõi, hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn.